mà vợ đi chơi thêm một lần nữa là vợ em mới chưng diện lên hết rồi. Thế là em mới chuyển qua là quyết định là cua dạng. Lần đầu tiên em gặp ảnh là chưa bao giờ em thấy người nào mà mập như ảnh được, cái là cái mặt đẹp trai thôi, còn ngoài ra cái dáng là không phải gu của em. Với lại ảnh nói chuyện mềm mỏng lắm, em tưởng nó là gay không á. Ảnh không nói chuyện em với nhỏ bạn em, ảnh lo nói chuyện với Khanh đó không, mà hai người nói chuyện đắm đuối luôn. Giờ em giả điên giả khờ ghê lắm. Thế là em cũng mới dụ ra ngoài bờ sông tới thui à, mới là chạm môi cái là ôm em hôn ngấu nghiến luôn. Em hôn luôn, hôn ngấu nghiến luôn á, dữ dội luôn á. Giữ gìn cái đó, nếu mà mẹ em biết mẹ em bị mất trước khi hôn nhân á là mẹ nói là nó thẳng luôn là hai mẹ con uống thuốc chết, chứ mẹ không có thích cái kiểu đó. Cái miệng kìa, cái miệng rất là phu thê, cái mũi cũng phu thê, cái đôi mắt hơi khác khác, không hơi khác khác phu thê luôn đó. Khác là tại vì bạn này đeo kiến thôi. Mai em giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và toàn thể vị khán giả. Em tên là Lâm Nguyễn Quốc Vinh, năm nay em 32 tuổi. Em hiện đang làm đầu bếp ở dưới Bình Dương. Nhưng mà đồ món Tây hay món ta? Dạ em làm món Tây, bây giờ là em đang làm bếp bánh. Hôm nào anh xuống dưới anh ghé anh ăn nha. Dạ. Ở đâu vậy? Dạ em làm ở dưới Sun Gold Harmony. Rồi còn em? Dạ em xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận cùng toàn thể quý vị có mặt tại trường quay. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Lệ, năm nay em 31 tuổi. Hiện em đang kinh doanh bánh online tại Bình Dương không ạ? Bán bánh luôn? Trong chuyên nghề lại. Nhưng mà kinh doanh là bán bánh hay bán gì nè? Dạ bánh kem. Có nghĩa là ngoài việc là làm bánh ở trong Sun Gold ra thì về nhà chắc là hai đứa cũng dạ, là học làm... ảnh truyền hết lại cho em luôn. Tức là em cũng tự làm bánh và em bán dạ, trên online luôn. Chút nữa vô kết bạn Facebook nghe. Anh chị là physics. Vậy là nguyên lý anh khoái bánh lắm. Và hai đứa giới thiệu cho anh biết lần đầu tiên gặp nhau như thế nào. Vào mùng 1 Tết là em có qua một nhà của người bạn là để giới thiệu cho cô bé hàng xóm là bạn thân của vợ em á. Em mới không có để ý gì tới vợ em. Buổi tối hôm đó là mới vô cái group chat của những người bạn với nhau thì em mới lướt Facebook, vô Facebook của vợ em, em mới bị hớp hồn á chị. Lý do là tại vì hôm mà đi á là vợ em không có trang điểm, không có gì hết. Mà nói nhiều muỗng bia nữa. Lúc mà vợ đi chơi thêm một lần nữa là vợ em mới chưng diện lên hết hồn. Thế là em mới luôn chuyển qua là quyết định là cua dạng. Ủa nhưng mà anh chưa hiểu, có nghĩa là em giới thiệu cô bạn hàng xóm cho bạn của em. Tôi tức quá, là một cái người bạn đó, đó. Giới thiệu này cho nhỏ hàng xóm của nhỏ này. Rồi cái nhỏ này là bạn thân của nhỏ hàng xóm đó. Rồi lần đầu tiên gặp bạn không có thích nhau. Không có thích tại vì nó uống bia. Lần sau nhỏ này dọn lên thì bây giờ lại không bỏ nhỏ hàng xóm qua luôn. Qua nhỏ này luôn. Mà lúc đó là nhiêu tuổi nè? Dạ lúc đó là em mới có 28 tuổi. Chững chạc rồi đó. Mà lật bánh tráng lẹ ghê luôn. Còn em thì sao? Lần đầu tiên em gặp ảnh em có ấn tượng gì không? Lần đầu tiên em gặp ảnh là chưa bao giờ em thấy người nào mà mập như ảnh được, cái là cái mặt đẹp trai thôi, còn ngoài ra cái dáng là không phải gu của em. Với lại ảnh nói chuyện mềm mỏng lắm, em tưởng nó là gay không á. Tại ảnh không nói chuyện em với nhỏ bạn em, ảnh lo nói chuyện với Khanh đó không, mà hai người nói chuyện đắm đuối luôn. Có nghĩa là cái ấn tượng đầu tiên là hai bạn không ai có ấn tượng tốt về nhau cả. Đúng rồi. Đúng không? Nhưng mà lần thứ hai là bạn đã có cảm tình với bạn này chưa? Hay là vẫn cái cảm giác cứ bình thường? Để em tán tỉnh cổ bằng cách nào? Thì em cũng là bình thường, không có vồ vập, nhắn tin những lúc cần thiết thôi. Đói thì em mua đồ ăn, bệnh thì em mua thuốc. Dạng mưa dầm thấm lâu thôi, chứ em là không có vội vã quá làm gì. Em đâu cứ... giống anh Bin. Anh Bin là đúng hả? Lắm. Chứ còn gì nữa. Hồi đó em cũng xài chiêu y như bạn này mà cuối cùng không dính. Dễ sợ. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đó em vẫn còn nghi ngờ ảnh gay không? Dạ không. Mùng 3, mùng 4 gì đó đi chơi là mấy đứa nó nói là anh Vinh thích em. Em thấy anh này bắt đầu là quan tâm em. Đang đi nhậu mà mẹ em gọi điện về la sùm là ở đây, là bắt đầu Lệ có sao không, Lệ có bị gì không. Rồi sau đó tình cảm của các bạn nảy nở như thế nào? Bao lâu thì mới có nụ hôn đầu tiên? 3 tháng mấy, tại 3 tháng là anh tỏ tình em. Em quyết định em tỏ tình cổ bằng cách nào? Em rất là đơn giản, với em không là không có hoa mỹ gì hết. Là cứ nói thẳng, em làm bạn gái anh nha. Lúc đó Lệ chịu liền đúng không? Dạ không. Em nhớ là cái bữa đó là anh chở em ra ngoài cái công viên gần nhà. Nó cũng mờ mờ, xong sát bên có bụi chuối. Trời ơi tóm nó mũi gần chết luôn. Xong cái đang ngồi nói chuyện cái ổng quay qua, ổng nói chứ là bạn gái anh nha. Những cái người bạn trai trước của em thường là nhắn tin hoặc là gọi điện tỏ tình, ít ai mà nói chuyện trực diện vậy lắm. Đúng rồi. Xong em cũng im im, em không nói gì hết. Em về em cứ đắn đo mãi luôn. Nhưng mà sau này hên là cứ nhắn tin rồi lần lần em mới thích ảnh. Đến bao lâu thì em mới quyết định là chấp nhận là bạn gái của anh? Cũng khoảng gần 4 tháng á. Sau một tháng nữa đó, đúng dạ, không? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi có dành tặng cho cổ nụ hôn đầu tiên không? Vợ em giả điên giả khờ ghê lắm. Thế là em cũng mới dụ ra ngoài bờ sông tới thui à, mới là chạm môi cái là ôm em hôn ngấu nghiến luôn. Em hôn luôn, hôn ngấu nghiến luôn á. Là dữ dội luôn á. Rồi sau đó có làm gì tới nữa không? Dạ không. Cái đó là tụi em là giữ cho nhau. Giữ cho nhau đến ngày tân hôn luôn. Dạ. Giỏi quá vậy. Nhưng mà lúc đó là đều trưởng thành hết rồi. Dạ, có nghĩa là yêu nhau bao lâu thì lấy nhau?
tìm hiểu nhau 2 năm mới cưới. Mà em giữ 2 năm luôn? Dạ, em thì không có ba, em sống với mẹ. Mẹ em thì nói chung là rất là gắt gao cái chuyện đó, nên là mẹ em thường dặn với em là phải giữ gìn cái đó. Nếu mà mẹ em biết mẹ em bị mất trước khi hôn nhân á, là mẹ nói là nói thẳng luôn là hai mẹ con uống thuốc chết, chứ mẹ không có thích cái kiểu đó. Đó, nên là em được giáo dục như vậy luôn. Nhưng mà anh muốn hỏi cái chuyện hơi thầm kín chút xíu, thì trong 2 năm đó em có bao giờ em gợi ý với cổ về cái chuyện đó không? Tại vì cũng có những lúc đó là mình hôn nhau, nhưng mà em là nghĩ tới vấn đề là giữ cho bạn gái mình. Tức là bản thân em cũng xác định được cái việc là mình phải giữ gìn, chứ không phải là do cái việc mà bạn gái em nói là mẹ áp lực như vậy. Mỗi người sẽ có những cái quan điểm khác nhau, những cái định hướng khác nhau. Rất may là các bạn là cùng chung một cái quan điểm. Như vậy là các bạn trong khoảng thời gian yêu nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ, yêu nhau khoảng 2 năm. 2 năm cưới. Vậy trong 2 năm đó có những cái biến cố gì xảy ra không? Tụi em cũng êm đềm lắm. Chỉ có một lần duy nhất thôi là em nhớ là cái bữa đó là gần cưới. Thì ảnh qua nhà em chơi, thì em mới nói là anh ơi, anh nhớ để dành tiền để mà chụp hình cưới, em không có muốn mà lệ thuộc vô gia đình anh nhiều quá. Thì anh nói là anh có để dành tiền, nhưng mà em nói là em thấy anh tiêu xài hơi bị nhiều, thế là hai đứa cứ gây qua gây lại. Em mới tức quá, em nói nếu mà anh không biết để dành thì thôi khỏi cưới. Cái ổng tức quá, ổng giọng một phát vô tường, xong cái em với mẹ em hết hồn luôn. Xong cái hồi nó quay qua kêu em ơi, chở anh đi bệnh viện đi, gãy tay rồi. Đâu có tay nào đâu. Dáng thực sự luôn á. Đó, vậy như này. Đắm gì em biết được. Xong rồi về nó dối với ba mẹ là con bị té xe, không dám nói là gây lộn với em. Xong về mẹ em nói chứ con phải suy nghĩ kỹ nha, coi chừng sau này cái tường là cái mặt của con á. Bà sợ đó. Dạ đúng rồi, má em rất là sợ. Mà suy nghĩ hoài không ra. Cái lúc đắm vô xong rồi sao đi về đi. Đắm xong rồi còn ngồi chiêm nghiệm là thấy cái tay mình nó bị gãy. Dạ đúng rồi, lại chở anh đi bệnh viện đi, nghĩ gãy tay rồi, chở anh đi. Anh nói thiệt, cái em cũng tưởng anh giỡn chị. Mà ngay tay phải nữa, sao lái xe tự đi được. Cái đó chắc có lẽ là cái biến cố lớn trước nhất trước khi cưới đúng không? Dạ đúng rồi, tụi em thì trước khi cưới rất là êm đềm. Chồng em là tuyệt đối luôn, em rất là thích ảnh ở khoảng này. Có nghĩa là dù vợ chồng gây lộn đến mức cỡ nào, thường là em nóng tính, nhưng mà ảnh thì không bao giờ đánh em. Ví dụ như gây lộn chút xíu là im thôi. Rồi lúc mà hai đứa giữ gìn cho đến cái ngày đám cưới á, thì cái đêm tân hôn á, nó có suôn sẻ không hay là ngỡ ngàng? Tụi em cũng không có ấy đêm tân hôn nữa. Tại vì mệt quá chị. Trời, về đãi bên nhà ảnh, em ngồi em rửa chén gần chết luôn. Xong mà lên đuối quá, hai chồng lo ngồi đếm tiền, xong nằm phè ra ngủ luôn. Dạ đúng rồi. Qua ngày hôm sau là lo đi Đà Nẵng. Ham chơi lắm, vô Đà Nẵng là cứ đi chơi. Tới cận về đây mới có đêm tân hôn. Là mấy ngày sau? Gần dạ, một đúng tuần rồi, mới gần có đêm tân hôn. Dạ đúng rồi. Rồi cái đêm tân hôn đó nó vui không? Nó ngỡ ngàng. Vợ em là tân mà. Ừ. Khó hơn so với người bình thường tí. Cũng phải mấy lần sau thì mới được. Lần đầu thì hơi khó. Rồi sau đó thì là có dính bầu liền không hay như thế nào? Cưới khoảng 3 tháng sau thì em mới mang bầu. Lúc mà em mới vừa mang bầu là em đi làm kế toán được khoảng 3 tháng là em bị té động thai. Thì bác sĩ mới kêu em là bây giờ phải nằm liệt giường luôn, tại em ra máu hoài luôn. Thì kinh tế gia đình là ảnh lo hết. Nhưng mà được cái là chồng em không bao giờ về khó chịu hay gì. Rước mẹ em về nuôi luôn mà. Lo cho đến lúc mà em khoảng 8 tháng em mới đi lại bình thường. Là giữ được em bé đúng không? Dạ giữ được em bé. Em bé là em bé gái hay bé trai vậy? Dạ bé trai, được gần 3 tuổi rồi chị. Như vậy là trong khoảng thời gian ở với nhau, với một khoảng thời gian mà quen với nhau như vậy là chắc chắn là tình cảm và tâm lý hiểu nhau hết rồi đúng không? Tật xấu có nhiều không? Vô số. Vô số hả? Dạ, ai kể trước đây? Để chồng em kể trước. Vợ em á là theo cái kiểu là lúc mà yêu hết mình đó mà về là hết hồn luôn á chị. Vợ em thì chắc là ở dơ. Tắm á là chưa tới 10 phút là đã đi ra rồi. Mà một tuần là gọi đầu chỉ có 2 lần thôi. Cái nữa là ở nhà là mặc đồ má vợ em không à. Kiểu là đồ bộ dưới quê ngoài chợ á, 100 ngàn 2 bộ đúng không? Dạ, đúng không, 3 bộ lận. Mà nhiều lúc á buổi tối á mình muốn cái này cái kia á, quay nhìn qua cái rủ chứ đúng không? Dạ tù cảm xúc hết luôn. Quay qua nhìn thấy bà ngoại mất hồn. Nhiều lúc ở ngoài đi về mở cửa bước vô tưởng mẹ vợ không à. Em cứ đi tìm trên mạng á mấy cái đồ mà ren sexy lên á mà không chịu. Mà chỉ có 2 cái váy ngủ mà mẹ ruột em cho á, tới bây giờ mặc là sức chỉ ra may lại xong mặc tiếp. Sao em không mua tặng cho vợ em? Bị la. Vợ em mặc là phải đúng gu của vợ em. Nhưng mà không thử mua một bộ very sexy về tặng. Tiền em giữ. Mỗi lần là lâu lâu cái vợ anh thấy này đẹp nè, thôi em bỏ tiền em mua. Thôi khỏi luôn đi. Cái này chỉ có mặc ngủ mà đâu ai thấy đâu lo. Ở đây là em không có đầu tư nhiều gì mà. Cái là quần áo em á là vợ em cứ bung ra mua. Mua cho con cái mua mà bản thân thì lại tiếc lắm. Lúc mà vợ chồng đang nói chuyện với nhau á, hay sờ mấy cái chỗ hiểm, chỗ nhạy cảm á, là ngắt một cái đau thiệt đau vậy đó. Không biết để làm gì. Con người ngay rồi lại khóc. Mẹ nghe với em. Với còn một cái cuối nữa là vợ em cực kỳ biến thái luôn. Ghê vậy. Em đang trên lầu á, giỡn với con vậy á, mấy cái lỗ tai cái
đưa vô lỗ mũi em, thúi ơi thúi, không chịu nổi. Xong cười nghiêng cười ngã vậy rồi. Vậy nên là có những cái sở thích nó thùy mị như vậy em. Chung là không, cái vụ mà ngoáy lỗ mũi thì lâu lâu em hứng lên em mới làm. Còn chuyện ngắt nghéo ảnh là thường xuyên. Ví dụ nằm ngủ mà thấy cưng cưng, da thịt mà mát mát, xong rồi mở mở chị thích quá ngắt một phát. Vợ chồng em gây lộn toàn vấn đề đó không à? Là coi như là chỉ có một vài tật xấu nhẹ nhẹ vậy thôi đúng không? Dạ. Trong mấy cái tật xấu đó em mong vợ em thay đổi cái tật nào nhất? Em chỉ mong là vợ em á tút bản thân. Đừng mặc đồ bà ngoại, đúng không? Thôi, chích cho ổng chút xíu đi để mua cái đầm sexy. Rồi bây giờ tới em đó. Anh ấy có tật xấu gì? Chồng em thì cũng ít lắm, cũng sơ sơ thôi à. Chồng em rất là mê game. Ngày nào mà ảnh không đi làm nha là ảnh lên trên phòng mở máy lạnh rồi ngồi chơi suốt từ sáng tới chiều. Em cứ phải nhắc anh ơi ăn cơm, anh ơi uống nước, anh ơi đi tắm, anh ơi đi tiểu. Cái thứ hai nữa là ngáy. Người ta là ngáy mà cỡ mấy cày đúng không? Không, chồng em là cỡ giống như là sẽ tăng hay đại bác vậy đó. Mà tính em là khó ngủ. Nhiều khi em bực quá em quay qua em bịt miệng hoặc là em ngắt vú cho dậy chơi vậy đó. Nhưng mà được cái là không có quạo. Cứ quay qua bắt đầu cái biết là do mình ngáy to nên là vợ không ngủ được. Thế là quay qua vỗ mông vợ. Bình thường là hai vợ chồng là em phải ngủ trước rồi ảnh mới được ngủ sau. Còn cái nữa là ham ăn. Tối ngày dành ăn với em hoài à. Ví dụ như em chiên gà hay cái gì mà ngon á, ổng là đã ăn hết rồi nha. Cái quay qua hỏi vợ em có ăn nữa không, cho anh xin miếng đi. Cái em cũng kêu ờ chứ thôi anh cứ ăn đi. Hồi nữa quay qua còn có một cục à. Ảnh mà đồ ăn ngon á chị biết không, ảnh hút sạch sẽ luôn. Ăn mà cầm hút luôn vậy nè, hút sột sạc xong nhìn vô cái tô không còn cái gì hết. Khỏi phải rửa chén. Dạ, có ghen anh không? Trời siêu ghen luôn chị. Ảnh kêu á là em ơi em đi làm em mặc đồ cà tàn thì cho em đi nha. Còn nếu mà em xin vô chỗ nào mà mấy sếp đẹp trai mà em mặc váy là thôi ở nhà khỏi đi đâu hết trơn á. Ví dụ em nhớ là cái em mới cưới anh về là em làm kế toán. Trong hội mới là mời rủ nhau đi ăn. Thì có ba đứa con gái với hai người con trai. Em mới nói là anh ơi cho em đi ăn 7 giờ em về. Em năn nỉ gần khoảng một tuần mới cho em đi á nha. 5 giờ rưỡi em mới tan ca. Tới cái chỗ mà ăn á là đã gần 6 giờ. Bưng nồi lẩu ra là 6 giờ rưỡi rồi. Em mới gọi điện cho anh em nói chứ anh ơi thôi cho vợ về trễ xíu đi. Ổng nạt trong điện thoại đi. Không về à, là anh xách xe lên đó liền luôn á. À, từ đó về sau là trong công ty không ai dám rủ em đi chơi. Tới giờ vẫn còn ghen luôn. Thì bây giờ ổng bắt em ở nhà bán bánh online có gặp ai đâu anh. Sợ với thằng shipper, nó ghen với shipper nữa. Bởi vậy là ông này ổng mâu thuẫn với sợ luôn á. Ổng không cho mình mặc đồ bà ngoại. Ổng bắt mình phải trưng diện lên mà ổng không cho mình ra ngoài đường. Thôi mình trưng diện làm cái gì trời. Bây giờ em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Em chỉ mong là ảnh bớt chơi game thôi. Rồi dành thời gian lo cho gia đình hơn. Còn ngoài ra tất cả các mặt khác là em rất là thương ảnh. Thôi bây giờ vậy nè, em thử đi em. Nay em cứ đi mua đồ ngủ em bận thử đi. Em cứ mặc đồ ngủ từ sáng tới chiều. Hết chơi game luôn á. Thiệt. Coi nhiều khi ông buồn á, ông buồn trời không biết nhìn ai giờ. Giờ tăng cường lên ngày gọi đầu. Coi như một tuần gọi 3-4 ngày cho anh để cho cái hương thơm nó ngào ngạt. Trích miếng tiền ra đi, chơi đi nghe. Rồi. Chúc cho các em luôn luôn vui vẻ và luôn nhìn thấy được ở cô ấy có một sức hút mãnh liệt. Thôi, xin chào các em, chúc các em hạnh phúc. Đón nghề đi chị, em đón nghề nè. Tiệm vàng chắc luôn. Đúng không? Dạ sai. Sai. Dạ sai, đây là của hồi môn. Của hồi môn. Ủa ta đang đón nghề mà. Đón nghề mà thì... À thợ bạc đúng không? Dạ, sai. Sai nữa thôi chưa. Thôi em không đón luôn. Sai. Em không đoán. Thôi bây giờ thay vì đoán thì hỏi thẳng luôn. Hai bạn tên gì, nghề nghiệp, bao nhiêu tuổi, ở đâu? Nè, mời. Dạ chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Thì con tên là Phan Chấn Nghiệp, đến từ Vĩnh Long. Nghề nghiệp của con là kỹ sư tự động hóa. Nhưng mà hiện tại thì con về kinh doanh cùng với vợ. Vậy hả? Dạ. Con kinh doanh gì vậy? Dạ, kinh doanh online và bán ở nhà. À kinh doanh online. Dạ. Bán đồ ở nhà. Dạ, bán. Dạ. Vàng hay là bán gì nè? Em đang định nói. Em đang định nói. Con bán gì? Dạ bán đồ ăn. Bán đồ con, ăn vặt. Con tự được quyền giới thiệu về cái. Dạ. Công việc của con để người ta biết chứ. Dạ vợ chồng con thì hiện tại là bán đồ ăn vặt. Chủ yếu là bánh tráng phơi xương. Vậy hả? Dạ, trời ơi, rồi bữa nay từ Vĩnh Long lên đây. Dạ. Có mang bánh tráng cho cô với chú Thuận không? Dạ có. Thấy chưa? Một chút mang lên luôn. Dạ, nghe. Dạ. Và nhân đây là tôi cũng xin gửi gắm các cặp vợ chồng. Ai làm cái gì, ai có mang cái gì thì cứ mang trực tiếp lên sân khấu. Tôi với chị Một tôi là không có từ chối. Nhận và khui ra ăn tại chỗ luôn. Đó chị Một ha. Bánh tráng phơi xương em ơi. Nghe mà thèm nước miếng nhảy rong rong luôn á chị Một ha. Rồi bây giờ mời em. Khoan, nhiêu tuổi ta? Con nhiêu tuổi? Dạ 31 tuổi. 31. Dạ. Rồi. Mời vợ của Chánh. Dạ, Nghiệp. Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Thì con tên là Đặng Thị Kiều Duyên, con cũng đến từ Vĩnh Long luôn. Thì nghề của con á là giáo viên mầm non nhưng mà con cũng đã nghỉ. Và hiện tại thì con với vợ chồng con đang kinh doanh luôn là bánh tráng phơi xương. Rồi coi như là trên mạng ha, đúng không?
làm TikTok đồ này kia đúng không? Đúng rồi, dạ con bán thì ở trên các cái sàn thương mại điện tử thì con bán, sau đó thì hiện tại thì vợ chồng con cũng mở một cái tiệm nhỏ tại cái nhà của mình luôn. Dạ thì kinh doanh của tụi con cũng khá ổn. Là có nhiêu tiền kinh doanh là con gom con mua gom này hết luôn. Con mua hay là cái đó là cái của hồi môn mà hồi lúc mà con đám cưới rồi ba má cho ấm mức nó muốn mày hỏi mới cho bằng được đó. Dạ thật ra con còn 10 chiếc vòng nữa. Nhưng mà tại vì là chị biên tập nó là đeo vô thì nó sẽ bị đụng với cái mic. Đây là đồ của hồi môn lúc mà đám cưới vợ chồng của con có. Vậy đó hả? Là má chồng cho hay là bên vợ cho hay là cả hai ba má cùng cho? À dạ, cái này là vợ chồng của tụi con là tự sắm. Tức là hai vợ chồng khi mà đám cưới là tụi con tự bỏ tiền ra cưới, tự làm đám hết tất cả. Ba mẹ hai bên là chỉ việc lấy tiền lời rồi xài thôi. Trời nhưng ơi, dạ mời khách lại xong rồi có tiền lời rồi xài, còn tiền vốn thì tụi con bỏ. Là con lấy lại tiền vốn thôi, còn dạ, tiền lời rồi. Là kính biếu ba má. Hay dạ, quá. Wow. Nó nghe nè, rồi nó gom nó mua đeo lên người nó hết thì nó không cho con đeo vậy dạ, chứ. Có. Có hả? Có kìa, có cái lắc kìa. Thấy cái lắc kìa. Mừng nè, thắc mắc nè, tại sao lại để cặp heo? Hai đứa là tuổi heo hay là đám cưới ngay chân tuổi heo? Dạ không có, tại vì hôm đó đó là đi mua vàng cũng gấp rút đó chú Thuận. Xong cái đi ra người ta bán hết rồi. Xong cái chỉ còn có được cái này là con heo thôi. Mà tại vì cũng mình cũng muốn đeo con heo giống như là cho nó trọn trẻ. Dạ đúng rồi, nó sung sướng. Ra còn có cái này thôi, thôi lấy luôn. Cặp heo luôn, thờ ghét quá được á. Về chắc mua cặp dê đeo quá. Là em tuổi dê hả? Dạ em tuổi dê chị. Vậy chị đeo cặp ngựa. Đó, cặp ngựa. Hai chị em mình đeo dẫn chương trình dòng son ha. Rồi bây giờ hai đứa là bằng tuổi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi mạnh dạn đón luôn. Dạ. Hai đứa là quen nhau từ thời thanh mai trúc mã nè, quen nhau từ thời học sinh đúng dạ. Không? Rồi sau này rồi lớn lên rồi cưới nhau. Chú đoán vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Ồ. Trời lâu lâu đúng được cái mừng muốn xỉu thiệt luôn á. Dạ vợ chồng tụi con thì đồng hành tới nay là 19 năm rồi. Dạ là từ hồi thời lớp 8 thì con chuyển trường ra là học chung xong rồi là chơi thôi, chỉ là bạn thôi, bạn thân thôi. Thì tụi con mới yêu nhau và đám cưới tới nay là 6 năm, mới 6 năm đây thôi. Còn bạn với nhau, chơi với nhau thân luôn á là từ hồi thời mà lớp 8 tới nay luôn, là tính ra là 19 năm rồi. Là tổng cộng cả cưới rồi cả quen luôn. Dạ, là 19 năm. Từ lớp 8 tới nay luôn. Vậy là lúc lớp 8 là Trấn Nghiệp đã để ý cô gái này và làm cái đuôi theo đuổi cổ đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng không? Đầu giờ nói ra đó cổ sao? Đâu bây giờ phải nói cái cảm giác của con á, khi mà bắt đầu vô cái lớp học đó là năm lớp 8 đúng không? Dạ. Hai đứa vô cái năm lớp 8 đó rồi con nhìn thấy vợ con lần đầu tiên á, là cái cảm giác con nó sao, nó rần sao mà con đeo tới bây giờ luôn. Năm lớp 8 là con học trước gần nửa năm rồi vợ con mới chuyển trường ra vào lớp của con. Thì ấn tượng đầu tiên thì nè, vợ rất là dữ. Dữ hả? Dạ. Mới vô lớp, cái vô sâu là phải gái dữ hả? Dạ, tại vì mới có cái gì đó trong kia mới chuyển ra đây. Thì là hồi lúc đó là vợ con mới ra là tầm 5 ngày, 7 ngày là có đánh nhau. Đánh với mấy chị lớp 9. Trời đất ơi, một mình nó hay là nó có bè, có cánh để dạ, mà quánh với mấy chị? Một mình nè. Bữa đó đang học ở trong lớp, tự nhiên cái bên mấy chị lớp 9 kéo qua, đâu mấy người qua cái vào rồi sáp lá cài đánh là nhau. Một mình bà đánh với nguyên một vàng dạ, bài rồi. Chị lớp 9 dạ. Rồi con có can ngăn không? Không, con sợ quá ngồi không. Trời ơi. Rồi bữa đó có xúc tay gãy gọng gì đó. Dạ, bữa đó là tự nhiên đi qua, xong rồi lúc đó mình chuyển trường. Mà cái thời đó người ta gọi là cái thời thủ nhi với cô chú. Giống như thấy người ta chuyển trường ra rồi giống như là lợi rồi nói kiếm chuyện vậy đó. Xong rồi đánh con thì con đánh lại. Mà trong khi đó là hả, ổng là bạn thân của mình á hả. Mà ổng ngồi ở trong cái góc ổng nhìn vậy nè. Ổng nhìn vậy là ổng không nói một tiếng nào hết. Dạ, xong đó rồi bắt đầu cái thầy cô xuống thì mới đầu giải tán. Giải tán xong á, cái tới cuối giờ đi về cái giả mới hỏi con chứ. Hồi nãy mày bị quýnh ở đâu vậy? Mày bị quýnh đau không? Nói rồi nãy sao mày không binh tao? Trời ơi tao hết hồn quá, tao sợ quá. Lúc đó là đang chơi thân. Dạ, mà lúc đó là để ý rồi mà con đâu có biết. Lúc đó là chỉ là chơi là mày tao bạn bè là chơi với nhau rồi chiều đi về, rủ nhau đi về chung vậy đó. Mà sau này hỏi ra con mới biết là để ý từ cái lúc dạ, từ lúc con mới vô luôn. Người ta đó là thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Còn này thấy chuyện bất bình nhanh chân giọt lẹ. Đó là ổng đó. Tiêu. Bữa đó mình con quýnh mấy người? Con nhớ đâu như 3-4 người đó, mấy chị lớp 9. Xong cái qua nói là em chuyển trường ra đây mà tại vì chị không có thích em đó. Xong cái bắt đầu đánh con. Rồi cái bắt đầu đánh xong rồi con đánh lại xong cái bắt đầu thầy cô xuống thì cũng không có thương tích gì hết. Không có gì nặng hết. Dạ như kiểu như là xô qua xô lại đánh vậy đó.
Rồi xong rồi cái đi về xong rồi có bị chặn đường quýnh tiếp không? Dạ không. Xong rồi tại vì á con cũng có đáp trả đó, cho nên chắc là con nghĩ là nhiêu đó rồi cũng thôi, xong rồi về con mát mẹ. Con mát mẹ con. Rồi dạ. Mẹ sao? Xong rồi mẹ vô. Mẹ vô mẹ kiếm. Mẹ vô tới nhà luôn mẹ kiếm, mẹ hỏi tại sao đánh này kia gì đó. Xong rồi phụ huynh ở bên đó người ta cũng nói là con người ta đánh trước thì có lỗi vậy đó. Rồi xong rồi hai chị em xin lỗi qua lại rồi thôi đi học tiếp. Rồi. Dạ lại quên. Nhưng mà lúc đó là hai đứa là trong tình trạng là mày tao. Đúng không? Dạ, rồi đến khi nào thì mới thấy cô nàng này coi như là nổi bật lên và chuyển cái cách xưng hô? Dạ tới giờ cũng còn. Tới giờ vẫn còn luôn. Dạ. Vẫn là mày tao luôn hả? Ủa vậy nhưng mà lúc nào thì con cảm thấy là con rung động với vợ con, xong rồi con tỏ tình với vợ con? Đó. Đó là cái lúc đó là con đi học đại học rồi. Tại vì ở xa. À như vậy là cái thời tuổi trẻ là chỉ là bạn bè thân với nhau thôi. Mà thích nhau á. Đó lên có nghĩa là sao cũng phải là 6-7 năm. Dạ. Đúng không? Lên đại học 6-7 năm. Thì lúc, ủa nhưng mà tại sao lúc đó là con biết bao nhiêu cô gái đó mà con không theo đuổi mà con lại theo đuổi cái cô gái mà mình gọi bằng mày mỗi ngày? Cái này cũng không biết nói thì sao. Con biết không? Dạ. Tại vì á, cái lúc đó là khi mà tách ra rồi thì ai cũng có quen hết trơn á. Ai cũng có tìm bạn trai, bạn gái riêng như mình hết á. Xong cái nhưng mà tụi con vẫn giữ liên lạc. Tức là ví dụ như đi về, chồng con đi về, từ ở đi học về cuối tuần về là vẫn chở con đi ăn, vẫn rủ con đi ăn nha, đi uống trà sữa đi ăn, vẫn là mày tao bình thường. Mày rảnh không? Tao rủ mày đi ăn cái này, tao rủ mày đi ăn cái kia. Dạ xong rồi tới lúc đó là con... lúc mà con nghỉ dạy á, con nghỉ dạy thì nói chung tất cả mọi chuyện của con ở dưới Vĩnh Long con đều nhắn tin, con chia sẻ, tại vì là một cái người bạn thân với mình mà, con đều nhắn tin là con chia sẻ. Thì con nghĩ chắc là trong cái khoảng thời gian, tại vì cái khoảng đó con rất là khó khăn, thì khi mà con nghỉ dạy xong là coi như là con bước ra con kinh doanh, thì lúc đó là con buôn bán quần áo, rồi con bán mẹ con với mẹ con là bán quán nhậu. Sáng á, là con phải thức dậy con bán cơm, xong rồi á, là tới trưa là con bán cơm phần, tới chiều là con bán quán nhậu, rồi con mở shop quần áo, tức là con làm đủ mọi thứ để con kiếm tiền, tại vì con đam mê kinh doanh, con không thích đi dạy nữa. Cái sau đó là mà nó thất bại đi, mình không có kinh nghiệm, mình làm không thành công, xong mình thất bại thì tất cả mọi thứ con đều chia sẻ hết, tức là tối về nằm buồn là con lại chia sẻ là nhắn tin á. Dạ đúng rồi, dạ như tao cảm thấy như vậy đó, nhưng mà tao vẫn quyết định là tao làm tiếp, như mọi chuyện mình chia sẻ cô chú, coi nhiêu nói hết trong nghe. Đúng rồi, dạ bao nhiêu mình nói hết luôn là mình không ngờ. Dạ đúng rồi, chắc là từ lúc đó con nghĩ là chắc lúc đó là ổng mới bắt đầu, tại vì lúc đó cũng có trên chảnh chả cũng có ghệ mà. Dạ cũng có ghệ rồi, không biết là xù khi nào đó thì không biết, là bắt đầu dạ mới quan tâm lại tới con. Nhưng mà đúng không, từ lúc mà bạn tâm sự lúc đó con mới cảm thấy con yêu đó đúng không? Nhưng mà lúc đó con đang làm cái gì? Dạ lúc đó con làm ở công ty ở ngoài Bình Dương á. Cái chậm làm cái nghề của con đó phải không? Kỹ dạ, sư đúng không? Dạ. Rồi lúc nào thì con chia tay bạn kia để chuyển hẳn qua bạn này? Lúc đó là lúc không, lúc con bị người ta chia tay hay là ông chủ động chia tay người ta? Không, hai người thấy không hợp nữa thì chia tay. Lạnh nhạt đó em. Nói dạ. Tự nhiên bây giờ trong đầu mình nó có một cái người phụ nữ khác, cái lạnh nhạt. Dạ. Đêm ngày nhắn tin sẽ chia sẻ. Đó rồi lạnh bên nhạt kia chia tay kia. Cái người kia cảm thấy ủa sao anh lạnh nhạt, cái tôi lạnh lại. Đó lạnh qua lạnh lại chia tay đúng không? Rồi xong. Rồi sao đó, rồi mỗi lần mà người ấy chia sẻ với mình, rồi mình an ủi động viên chia sẻ với cô ấy như thế nào? Có ngọt ngào không? Không, tức là em hỏi cái lúc mà bên kia chia tay rồi đó, không có bày tỏ với cô này thì nhắn tin làm sao đó? Cái lúc mà bày tỏ tình cảm với cô ấy thì nhắn tin làm sao đó? Dạ, anh cho anh xin phép được chuyển từ tao thành anh được em đúng không, hoặc là anh yêu em, hoặc là người yêu ơi, nàng tiên của anh ơi, ví dụ vậy. Lúc ấy con nhắn ngọt ngào không? Dạ không, cái nhắn sao? Con nhắn bình thường, mày tao bình thường chứ. Nhắn sao nhớ không? Sao đâu nguyên câu đó. Thì nói chung là cái lúc mà con nhắn tin mà để tỏ tình á, nhắn là nói là tao yêu mày. Trời ơi, không cũng vui quá ha. Tới giờ còn mày tao mà. Dạ. Bây giờ vẫn còn mày tao. Tại quen rồi. Rồi khi mày nhận được cái tin nhắn đó, rồi con trả lời sao? Dạ cái lúc đó là con đang đi làm xong rồi. Là cô giáo đó đúng không? Dạ không, lúc đó là con thất bại rồi. Tức là con thất bại cái nghề làm ăn rồi, con mới đi làm cho chỗ khác nữa. Con đang đi làm theo ca đó, làm theo giờ, xong rồi con mới kêu là bây giờ con không dám về. Con không dám về thì con mới nói là bây giờ nếu mà chạy về Vĩnh Long thì xa quá, tại lúc đó con đang làm ở bên Cần Thơ. Xong cái chồng con mới nói là bây giờ mày đó đi, tao về tao rước mày từ ở trên Bình Dương á,
cô chú biết không, xách chiếc xe Honda chạy về tới ở dưới Cần Thơ á, đặng rước con đi về Vĩnh Long. Mà xong cái rước mà trước khi rước con á là có nhắn tin gì nè, nói à, tao á chạy mình tao lạnh lắm, à, ngồi sau là phải ôm tao mới chạy được. Xong cái lúc đó là con cũng nghĩ là giỡn thôi, tại vì mày tao từ hồi nào tới giờ. Xong cái vợ trở về chưa đi về nữa, hỏi mày coi phim không, cái con mới nói giờ này tối rồi, 8-9 giờ coi phim, chừng nào về bển nó chút hà vô coi phim. Cái bắt đầu ngủ vô coi phim, trời ơi, ta nói con đầu coi phim hài, nhưng mà chả đầu coi phim kinh dị đó. Đúng rồi, nó chiêu đó, nó chiêu đó chị. Chiêu biết hết trơn. Đi vô coi phim kinh dị nha, con nói con nè sợ á, dựa vô đây nè. Con nói trong bụng, trời ơi thằng này sao bữa nay xến xúa dữ ta, sao tự thằng ngày đâu có vậy đâu ta. Xong cái bắt đầu lúc đó là về đó, đưa con về tới nhà. Xong là tối khuya nhớ 12 giờ đó mà còn nhắn tin, nói tao nói cái này mày đừng có giật mình. Con còn nhớ, nó hỏi mày nói gì mày nói đi làm sao. Thật ra tao yêu mày. Trời ơi, một cái lời tỏ tình mà thiệt, nó thẳng thừng như vậy luôn đó chị. Không có một chút gì rung động luôn á chú Thận. Nhưng mà thôi chú hỏi thật nghe, vô con có nhớ cái ngày hôm đó cái nội dung phim nó chiếu gì không? Dạ không. Không nhớ được. Sao mà nhớ? Chị tập trung bên này thôi. Thì đó, nhưng mà lúc mà bạn tỏ tình là tao thích, tao yêu mày á, thì con trả lời sao? Con nói mày bị điên hả? Vậy đó hả? Dạ. Chứ không trả lời là tao đồng ý hả? Dạ không, con đâu có biết là chồng con nói thiệt đâu. Nhưng mà con có cảm nhận rằng là đó là một cái lời tỏ tình của một thằng bạn của mình không? Dạ dạ chưa luôn, có nghĩa là nó quá bất ngờ đi, có nghĩa là tự nhiên nó mới rước mình về, xong rồi cái bắt đầu đi ăn, xong đi coi phim, xong rồi về cái nó nói mình vậy, con cứ nghĩ là thằng này là nó giỡn thôi, thằng này chắc là thằng này nó giỡn rồi, tại vì mình cũng biết là nó đã chia tay cái người yêu của nó rồi, chắc là nó giỡn với mình thôi, thì con chỉ nghĩ vậy đó. Nhưng mà không ngờ bắt đầu từ lúc đó là ổng quay xe nha, ổng quay xe bắt đầu là thái độ là thay đổi, là chuyển thành là một cái người yêu luôn đó, chứ không còn là bạn nữa. Và đi sợ đi ra hẹn mình đi ăn là những cái thái độ ân cần lắm, chứ không phải là như lúc trước nữa. Thì lúc đó con mới cảm nhận rằng là à, thì ra là ông này ổng nói thiệt. Dạ ổng nói thiệt. Xong rồi lúc đó con cũng đang có bồ luôn. Dạ nhưng mà xong rồi cái giống như là bên kia mình cũng không có thấm thiết, cũng như mình mới tìm hiểu thôi. Nhưng mà cái người này thì mình đã thân thiết quá rồi. Dạ. Ví dụ như giờ đi ăn đi, con nhìn thôi là chồng con biết là con muốn ăn món gì trong cái menu đó, hay là con muốn uống cái nước gì là nó sẽ kêu trước. Thì những cái mà người ta hiểu mình như vậy thì nó hơn là trong cái khoảng thời gian mình phải tìm hiểu cái người kia nữa. Nói tóm lại là sau bữa đó là hai đứa chính thức yêu nhau, đúng không? Dạ đúng rồi, sau bữa đó là bắt đầu để ý, bắt đầu mới có cái để ý rồi, mới bắt đầu là từ rồi mới quen dần với cái mối quan hệ là yêu đương. Chứ lúc đầu thì con vẫn nghĩ là bạn thì đương nhiên rồi, thì phải từ từ chứ. Dạ. Rồi xong cuối cùng là hai đứa làm sao là yêu, lúc đó con ở trên Bình Dương. Dạ. Rồi vợ con dưới Vĩnh Long. Dạ đúng là rồi. Yêu xa luôn hay sao? Đúng rồi. Lúc đó con xa bao lâu? Bình Dương. Dạ cũng mấy năm, 4 năm chú. Trời. Với lại dính ngay cái đợt dịch đó, con bị trong công ty hơn nửa năm nữa. 2 năm, 2 năm dịch. Dạ. Đó. Ngay rồi chỉ thị 16 đó con ở trong công ty. Rồi khi được thả ra hồi đó, rồi hai đứa có sống chung với nhau không? Chừng nào sống thử với nhau chung? Có, tụi con có, tụi con có sống chung với nhau là trước dịch. Là cái năm mà bùng dịch luôn đó, là trước đó là hai đứa tụi con ở chung với nhau, là lúc đó là quyết định là đi lên Sài Gòn, là con quyết định con đi học make up để mà con về con có một cái nghề. Thì khi mà con đi lên là hai đứa quyết định là con lên Sài Gòn, thì chồng của con là ở dưới Bình Dương thì đang ở Bình Dương mới dời lên Sài Gòn chung với con luôn. Là mỗi một ngày chồng con phải đi làm từ Tân Phú chạy ra tới Bình Dương rồi tối đi về, là tụi con sống khoảng 1 năm. Khi mà tụi con học xong ra nghề luôn á, ra nghề make up luôn, là con ở tụi sống khoảng 1 năm thì bùng dịch luôn, là bắt đầu con mới về quê trước. Còn chồng con thì bị nhốt lại ở trong Bình Dương 2 năm tại vì dịch đó, không cho ra khỏi công ty cũng không về được. Xí, anh hỏi chú hỏi cái câu này, chú muốn đào bới lại chút xíu nha. Từ mày chuyển qua thành anh em ha, rồi bây giờ từ cái thân mật á, người từ bình thường là nó rất là bình thường, nắm tay va chạm nó rất bình thường, nhưng mà cái nụ hôn đầu tiên á, nó như thế nào? Cái nụ hôn đầu tiên nó diễn ra như thế nào và nó có lãng mạn không? Chắc hài dữ lắm chứ lãng mạn gì. Hai đứa bạn chơi nhau từ nhỏ hiểu không, cái tự nhiên giờ hung kỳ ấy. Không môi đâu, không môi đâu. Rồi lúc làm sao đâu kể, cái chắc vui lắm à. Cường kể hay là vợ kể đây? Thôi cho vợ con kể. Sao nhớ không? Dạ bữa đó đó con nhớ là bữa đó là đưa con đi về,
bữa đó đưa đi về, đi làm, con đi làm xong rồi rước, đợi rước con về thì cũng tới 9 giờ con mới tan. Xong rồi con mới đi về, cái đưa về tới nhà, đưa về tới nhà cái xuống cái con kêu gọi về đi. Cái bắt đầu đứng hoài luôn mà đứng mà dòm vậy nè, dòm vô trong nhà coi mẹ con ở đâu. Cái bắt đầu con nói, ủa con mắc cái gì mày không về, mày đứng hoài vậy, mày đi về cho tao đi vô nữa. Chứ cái nói, lại nó nghe nè, lại đây nó nghe nè. Cái cậu nói, cái vụ gì thì nói đi. Lại đây. Cái bắt đầu lại, cái bắt đầu á hả, chả hung một cái, bắt đầu cái đi xe lên xe đi về mất tiêu luôn. Mà hung má hung môi? Dạ đi hung môi xong rồi về mất tiêu luôn. Mà nhanh không? Chớp nhanh luôn, chớp nhoáng. Làm mà tao nói chưa kịp nhìn nữa là ở đây đề xe là đi về mất tiêu luôn rồi đó. Cái đó là hửi dạ. Môi chứ không hung, hung giống như là hung lén á, xong phải chạy liền nó dạ. Sợ rồi nó thay đổi ý kiến nó quýnh như gì đó. Điều đóng dấu gì đó. Đúng rồi, đúng rồi. Ủa nhưng mà lúc đó là đã thân mật lắm chưa? Dạ lúc đó là có nghĩa là đã quen rồi, cũng đã quen với cái mối quan hệ là mình yêu nhau rồi chứ mình không còn là bạn nữa. Dạ nhưng mà thì từ nào giờ mình đi chơi thì mình cũng nắm tay, mình cặp kè rồi là chuyện bình thường. Nhưng mà hai đứa bạn mà để mà hùng nhau á là nó là một cái chuyện nó rất là nó hề hước. Dạ đó. Đúng rồi, nó hề hước. Nhưng mà cái lúc mà nó phóng xe đi rồi lúc đó con đứng lại cái cảm giác con sao? Dạ mà con lúc đó con thấy mắc cười. Nó con thấy là mà thì giống, mắc cười tại thiệt. Vì dạ mình biết là chồng của con á là một cái người nó không có một chút gì lãng mạn, nó cũng không có một cái gì mà tình tứ gì hết á. Nó thiệt là sao nó vậy đó. Tới chừng mình thấy hung xong mới mắc cười. Xong biết lắm, về mở điện thoại ra à, thấy làm sao? Hỏi con thấy làm sao? Rồi con nói thấy con sao? Nói không thấy gì hết trơn, chưa kịp gì trơn, chảy mất tiêu rồi. Là nhanh quá. Dạ. Để bữa sau làm lợi nha. Con bữa đó con về con ngủ được không? Về đó bữa đó con nhắn tin cũng cả đêm. Cái chưa đâu ngủ được đâu đúng tê không? Tê tái luôn đó. Là sau cái nụ hôn đó là cái cảm xúc về bạn này là khác hẳn đúng không? Dạ. Không có giống như ngày đi học nữa đúng không? Dạ. Tự nhiên giờ có một cái gì đó nó ngộ ngộ đúng không con? Đúng không? Thấy nó lạ lạ. Lạ lạ. Như vậy sau là sau đó là hai đứa dạ. Dọn về sống chung á đúng không? Dạ đúng. Sống rồi. Chung mà có làm ăn chung không? À dạ không, lúc đó thì tụi con chưa có kinh doanh như bây giờ. Cái nghề của tụi con là tụi con mới phát triển là từ hồi hết dịch á, là khoảng một năm nay thôi. Còn hồi lúc đó sống ở trên Sài Gòn là con ban ngày thì con đi học make up, còn chồng con thì đi làm ở Bình Dương. Xong rồi cái tối về thì hai đứa là mới ở chung là đi vòng vòng rồi chơi gì đó, thì để con học xong cái make up của con á thì con tính là ra nghề. Sau đó thì con cũng mua máy mua ảnh các kiểu để tính là chồng con là sẽ không đi làm nữa. Chụp hình. Thì dạ đúng rồi, chụp hình đó, hai đứa là dự tính như vậy. Nhưng mà cuối cùng á là cái nghề nó không chọn mình. Dạ cuối cùng lại mình bẻ tức là hai đứa hùng với nhau. Lúc đó là ông nghỉ Bình Dương. Dạ lúc đó về chưa đỉnh. Tại vì tụi con không có vốn, tức là chồng con phải đi làm rồi mới sắm đồ từ từ, tại vì máy ảnh đồ thì nó mắc lắm, mấy chục triệu lận, rồi đi làm sắm từ từ với mỗi lần là lãnh lương sẽ sắm một cái ít vậy đó. Rồi cuối cùng lại là không được. Dạ đúng rồi, cuối cùng thì lại là không làm. Thì nói tóm lại là hai đứa quen nhau vậy là gia đình rất là đồng ý đúng không? Có ngăn cản gì không? Dạ lúc đầu á thì bên mẹ, bên ba mẹ con cũng nói là giống như là bạn bè mà để mà giống như mẹ con cũng khuyên là ví dụ như phải suy nghĩ cho kỹ, tại vì á từ một cái bạn á mà mình lên tình yêu thì được, nhưng mà từ cái tình yêu á mà mình hạ xuống làm cái tình bạn á thì không được. Mẹ nói thí dụ như đừng có nghĩ là tại vì mình mến nhau quá rồi mình đến với nhau, phải thật sự là yêu nhau. Mẹ nói á là nếu như mà mày không khéo á là coi như mày với nó không còn làm bạn được, thì nếu như mà ông ấy thì từ chối khéo. Mẹ nói vậy, còn nếu như mà xác định mà đã yêu rồi á thì là hai đứa đi luôn, tại vì cũng hai bên cũng biết nhau hết trơn rồi. Là có nghĩa là xác định rồi á là hối đám cưới luôn đó phải không? Bên ba má con cũng vậy gì? Dạ. Ờ. Tại vì gần nhà cũng gần. À dạ. Vậy hả? Rồi vậy là sao, cái đợt đó là cưới luôn hả hay sao? À dạ không, tức là tụi con quen nhau cũng tới nay cũng từ lúc yêu tới nay chắc cũng 6 đến 7 năm rồi, mà tụi con mới cưới hồi tháng 9 năm rồi à. À, dạ. Mới đây thôi. Dạ đúng rồi, tụi con mới cưới đây thôi. Tức là tụi con là chỉ có về Sài Gòn, về tụi con về thành phố Hồ Chí Minh là làm chung cái công việc làm make up với là nhiếp ảnh thôi đúng không? Hay là sau đó là có quay lại Sài Gòn nữa? Dạ không, từ cái đợt dịch đó là con học ra nghề xong là tới đùng dịch luôn thì là lúc đó là con mới về quê, còn chồng của con thì vẫn tiếp tục vẫn đi làm ở Bình Dương. Tại vì định đi làm là kiếm một số vốn nữa thì mới về, tại vì đồ dụng cụ mua rất là nhiều tiền. Cái sau đó thì đi làm ở Bình Dương là chồng con ở đó luôn, coi như là ổng mới về được luôn. Thì con ở dưới này thì bắt đầu là dịch tới thì con mới bắt đầu buôn bán. Thì dịch cái bắt đầu con mới nghĩ thấy là buôn bán đồ ăn được quá, thì mới đầu con mới nhập cơm chế trà bông, con nhập bánh, con đi giao ở vòng vòng nội ô vậy đó.
Rồi xong rồi bắt đầu con mới chuyển qua là mình nhập bánh tráng. Thì từ lúc đó là con bắt đầu bán trên những cái sàn TikTok rồi đó. Là bắt đầu con quay, con like. Lúc đó là bắt đầu con phát triển. Thì khi đó là con bán một ngày cũng vài trăm đơn. Thì lúc đó thì chồng con vẫn ở Bình Dương hỗ trợ. Tức là chồng đi làm xong rồi tới khuya vẫn lên máy tính làm đơn. Làm đơn xong rồi gửi cái mã đơn đó về cho con để con in ra con dán lên hàng. Đó, tức là hai đứa đồng hành với nhau như vậy. Thì cuối cùng là hết dịch thì có hai đứa mới bàn bạc nó là làm cho người ta hoài thì cũng vậy. Thì cái mộng của hai đứa là mình muốn khá hơn, mình muốn phát triển hơn. Thì bắt đầu là quyết định nghỉ. Thì lúc đó là chồng của con mới nghỉ luôn. Tức là hết Tết vừa, Tết lãnh tiền công ty rồi xong là nghỉ luôn. Là hai đứa bắt đầu về làm luôn. Làm luôn tới nay. Tới nay luôn. Lúc đó là tự nhiên mình lại quyết định mình nghỉ một cái công việc mà trước giờ là mình làm. Mà bây giờ mình nghỉ thì mình chuyển một cái công việc đó là đi làm phụ vợ mình. Đó. Lúc đó có cảm thấy tiếc nuối không? Con có đắn đo không? Đó. Cũng có. Tại từ lúc mà con nghỉ, còn làm tới lúc nghỉ là cũng gần nửa năm mới quyết định. Tại vì lúc đầu thì ngày làm mình làm chỉ có vài chục đơn thôi. Thì con vừa gửi đơn về cho vợ ở đây cho đóng đơn để gửi cho bên vận chuyển. Thì từ từ cái số lượng đơn nó nhiều lên ngày 300, rồi 500, rồi 700. Rồi vợ con làm đâu nổi nữa. Nên hai đứa mới bàn bạc là thôi quyết định là nghỉ luôn, nghỉ công ty để lấy số vốn nó về. Rồi bây giờ trung bình là ngày nhiêu đơn? Dạ, một bây ngày giờ hiện nè. Tại bây giờ thì có ngày ế thì cũng 300, 500, còn trời ngày nhiều thì cũng 1.000 hơn. Cả ngàn đơn luôn. Dạ. Không lẽ giờ chuyển qua bán bánh tráng trộn chứ thiệt có thiệt á. Bánh tráng phơi sương. Bánh tráng phơi sương, ha. Cái khoảng thời gian mà hồi năm ngoái là cái khoảng thời gian đỉnh điểm là cái món mà nó hot lên á. Là một ngày tụi con nổ 5.000, 7.000 đơn. Trời sao mà chạy kịp? Dạ, nhân viên của tụi con là 20+ đứa. Nhân viên là tụi con tuyển liên tục 20+ đứa. Tuyển xong rồi nghỉ, tuyển xong rồi nghỉ, đặng là phải chạy. Nhưng là người ta làm chạy đơn như mình nó làm không nổi luôn á. 20+ người mà lúc đó làm là từ sáng là tụi con là 7 giờ là con đã mở ra con phải làm. Con kéo cho tới tối 8 giờ là mới bắt đầu đóng. Là con cũng sợ hàng xóm mà cái tiếng băng keo á nó kéo, con sợ hàng xóm người ta phiền hà đó. Dạ đúng rồi, phiền hà mình á. Mà thôi vậy chúc mừng hai đứa quá rồi. Có nghĩa là bây giờ tụi con á, cuộc sống á, là đầy đủ ha. Rồi có thể lo được cho gia đình hai bên luôn đúng không? Đó. Rồi thôi giờ vô cái phần kia vô đi. Vô kia đi chị ơi. Như vậy là vui vẻ quá rồi. Như lại Thanh Mai Trúc Mã là cũng hiểu nhau quá rồi. Thì chắc về nhà ở với nhau. Mới 9 tháng chắc chưa có tật xấu gì lòi ra đúng không? Dạ có đầy luôn. Có đầy luôn hả? Dạ. Cho chồng nói trước đi. Nãy giờ nó căm hồng đó. Con nói trước làm gì có sự ấm ức nhẹ. Đúng rồi. Sao? Chắc ở nhà chắc tại vì cái phận cũng là chắc cũng là cũng dưới cơ cái này chủ đúng không? Dưới cơ cho nên ấm ức lắm. Bữa nay khui đi con. Đó. Có sao bao nhiêu tật xấu? Vợ con nó còn dữ không? Dạ, móc lại cái dữ của nó từ mười mấy năm trước á con. Dạ, đã từng đánh đàn chị thì ở nhà có đánh đàn chồng không? Có đánh đàn chồng không? Có đánh đàn dưới không? Đó. Dạ có. Trời vợ con hung dữ lắm, nói tiếng trước tiếng sau là bụp con rồi. Ủa nó con luôn hả? Dạ. Thêm một cái nữa là vợ con nói chung là làm cái công việc này thì chết rất là nhiều. Có những ngày ế hay là này kia nữa là vợ chỉ ôm một mình thôi. Chỉ như tìm ra cái giải pháp, không có nói với con, không có tâm sự. Chừng nào mà tìm ra được rồi mới bay lại kêu anh vậy nè em tính vậy nè nhưng mà, tự tính. Dạ tự không. Tính xong rồi xong mới lại nói với con là như vậy coi được hay không, rồi con cũng không thèm nói chuyện luôn. Rồi quay ra hai đứa cãi nhau mới nói câu trước câu sau bay lại bụp con rồi. Bụp luôn. Rồi có bụp lại không? Dạ không. Mà bụp đó là bụp nặng không hay là bụp yếu thôi? Thì nói chung là quýnh cũng vui, quýnh cho vui vậy đó. Là cái... vợ con như vậy là có một cái tật gọi là vũ nữ đó, đúng không? Người ta là vũ phu, còn vợ con là vũ nữ. Ôm, cái gì cũng ôm vô rồi tự suy nghĩ rồi tự tìm ra rồi mới xong rồi mới xong, nói tự với con mệt, đúng không? Tự mệt, tự áp lực, tự cọc, tự nổi điên, rồi tự đánh chồng luôn. Con kể coi cái lần mà nó đánh con mà mà con bất ngờ nhất là cái lần nào? Có cái lần đó là con nhân viên con nó làm sai đó, con mới la nó. Cái bắt đầu tối lên phòng hai vợ chồng cãi nhau. Cãi qua cãi lại con đang nằm cái bay lại quất con vô đây nè, hai bê sườn nè. Đau luôn. Con chạy xuống con mét mẹ. Mẹ con hay mẹ? Mẹ vợ, tại con ở nhà bên đây để làm, thuận tiện để làm á. Rồi mẹ vợ con sao? Binh con hay là binh vợ con? Con cứ nói ông xuống con nói mẹ vợ nó quýnh con đau quá, chắc mai đi chụp CT quá. Rồi mẹ sao? Mẹ nói, mày đi chụp đi, đem cái tỏ thuốc gì đây. Mẹ trả tiền.
Bây giờ ba không biết nói sao, tại vì mẹ quen rồi à. Tối tụi nghe đùng đùng là mẹ biết ở trên đó là làm gì hết trơn rồi đó. Trời thương quá. Vậy là mẹ lúc nào cũng chuẩn bị một cái số vốn để cho nó đi chụp CT uống thuốc á. Ồ nhưng mà nè, bây giờ mới đánh hay là trước đây đã đánh rồi? Dạ mà bây giờ mới đánh. Hồi trước con có nhớ là cái ngày đám cưới á, con có bị ba đánh không? Dạ không. Không có đánh đúng không? Dạ không. Đó, bây giờ mới đánh. Dạ. Tức là từ 9 tháng đổ lại đây khi mà con đã trở thành chồng của người ta đúng không? Thì lúc đó con mới bị đánh đúng không con? Dạ. Đó, tội nghiệp ghê không? Ờ. Hồi đó là lúc trước khi lấy con là ốm hay mập? Dạ, ốm, cũng ốm y chang vậy đó. Đánh ghét mà dạ. Nhỏ lớn nổi. Đó. Rồi hai đứa có em bé chưa? À, dạ chưa. Tụi chưa con hả? Cũng đang để. À là được quyền đánh nữa đó, nó đánh. Đó. Tới khi nào nó có em bé chắc hy vọng là nó ngừng á con. À, tại vì mệt quá, không đó, đánh nữa. Đó. Rồi, ủa sao? Mà đánh ngày nào cũng đánh luôn, đánh mà không có chừa ngày nào luôn á con. Bữa nào nó cáo lên Tết có đánh không? Tết lễ đánh Tết không? Nó có cử cho con 3 ngày Tết không? Tết nhất gì cũng vậy nè con. Tết nhất cũng như ngày thường. Trời ơi. Có lúc nào mà con nổi cơn điên con đòi chia tay với nó không? Dạ có. Chia tay thì ai dạ, đó? Có lúc mà mùng 4 Tết gom đồ luôn. Dạ đi lên xách 4-5 cái bọc bỏ đồ vô đòi đi về nhà mẹ. Tại sao? Dạ, tại con quýnh. Quýnh cái tổn thương dạ, quá rồi dạ. Đầu năm đầu tháng bị đánh dạ. Trời nó muốn khóc luôn kìa, nó xúc động kìa. Thiệt. Cũng như nhìn là... được đôi mắt xúc động dạ, á. Dạ con như là nhà của con á thì ở ngay thành phố. Thì khi mà con làm nó sẽ thuận tiện cho shipper nó đi vô nó lấy hàng. Còn á, nhà chồng con á thì ở rìa vô chút xíu, chạy vô khoảng 10-12 cây nữa. Thì cho nên là tụi con quyết định là chọn cái nhà của con ở ngoài này để mà hai đứa làm cho thuận tiện. Đó, xong rồi bắt đầu hôm Tết đó là hai bên ba mẹ đi chơi hết trơn. Xong cái hai đứa ở nhà, cái con mới đòi đi Cần Thơ. Cái nó không chịu, chồng con không chịu. Chồng con nói giờ này nắng nôi đi bển làm gì có gì đâu chơi mùng 4 Tết. Mà nguyên một năm làm là tụi con chỉ có thể nghỉ được mấy bữa Tết thôi. Chứ tụi con đâu có nghỉ được bữa nào. Là phải làm xuyên suốt. Cái xong cái bắt đầu cái con kêu hoài không đi mà nằm ôm điện thoại hoài. Cái bắt đầu con giận. Con giận lên bắt đầu là con quýnh. Con quýnh con nói hả lúc mới yêu thì đẹp ưa biết bao nhiêu. Ngày tháng mới yêu thì đẹp ưa biết bao nhiêu. Tới bây giờ là đối xử như vậy đó. Xong cái bắt đầu hả cũng cự lên. À, bắt đầu là con bay vô con quýnh liền, cự con là con quýnh. Con nói hả bây giờ đối xử như vậy ra không có ai ở nhà, bắt đầu ăn hiếp rồi này kia. Cái bắt đầu đùng đùng giận lên. Nói con mày mày không phải là vợ tao. Mày quýnh tao như là con không đẻ vậy, mày không phải vợ tao. Xong đi lên lấy 4-5 cái bọc bự bự vậy nè. Mở tủ ra gom đồ, gom nón, gom giày. Vậy. Sắp xuống. Dạ. Cái nó nói bây giờ tao không ở với mày nữa, tao đi về nhà tao. Nó nói con vậy nè. Chồng con nói về nhà tao. Cái con nói vậy nếu mà mày đi về thì mày điện cha mẹ mày qua đi. Tại vì bây giờ mình cưới hỏi có cha mẹ thì thôi bây giờ tao điện cha mẹ tao về. Cái bắt đầu tao không cần điện, tao tự giải quyết. Chồng con nói với con vậy đó. Tự về luôn. Dạ tao tự giải quyết. Nhưng mà chánh nghiệp bây giờ chú hỏi nè. Tại sao, chú hỏi thiệt nha. Tại sao con không phản kháng lại? Tại sao con không coi như chống cự lại mà con đứng im để cho vợ đánh? Tại vì con thương nó quá. Thương quá. Tại vì thương quá. Thấy cái cơn nó lên nó giọng một cái cạch là coi như xong hàng rồi, đúng nhưng mà, không? Nhưng mà nhiều lúc á có nhân viên hay hoặc là có hàng xóm này đó rồi. Cái thân trai của mình á, con cảm thấy con bị tổn thương không? Nhân viên con thấy biết nó quen luôn rồi. Mỗi lần mà hai vợ chồng con mà cãi lộn là nhân viên con nó ra sao hết. Nó đi hết như nó không nghe, không biết gì hết. Ừ, quen rồi. Trời ơi, quen rồi. Nó còn cá cược nữa đó cô Dân. Dạ nó gần sao nó cá cược đó cô. Nó nói là bây giờ mày bắt ai? Rồi nói giờ tao bắt chị Duyên, còn mấy đứa nói tao bắt anh Nghiệp. Cá cược luôn cô. Nhưng mà cô hỏi này rồi, ngoài cái tật mà nóng tánh nó ra thì nó còn cái tật gì nữa không? Còn cái tật nữa nè. Mỗi lần mà chết vô là con thấy vợ con cầm cái điện thoại lên. Cầm điện thoại lên là con mệt rồi đó. Tại vì cầm, không cầm điện thoại lên là 5-7 ngày sau là shipper tới nó kiếm con không à. Sao vậy? Đặt đồ. Mua đồ chị chết lên mua đồ dữ lắm. Ồ, tức là bà xả stress bằng cách là bà mua đồ trên shop, mua đồ online đó em. Đỡ con. Một lần vậy là con trả hết nhiêu tiền? Cũng là cũng tùy cũng nhiều lắm mà. Mỗi ngày là phải từ 5 tới 7 người lại giao một cục hẹn vậy cũng phải là bèo lắm, cũng phải 500-700. Tại sao bà không trả mà để con trả? Dạ. Bởi vậy tiền con là làm xong lấy hết mà tới thanh toán là con phải trả tiền. Có tiền đâu trả? Tiền của con lấy ở trên mấy cái shop vậy. Vợ nó xì stress đó em. Nó không cần biết, nó chỉ biết nó đặt đơn cho nó đã rồi nó bớt stress thôi. Ai trả tiền kệ. Nhưng mà sau khi nhận mấy cái đồ đó rồi, con thấy vợ con có thay đổi trạng thái không? Có còn stress không? Dạ không, nó nhận đồ, nó mua đồ là nó thích lắm. Vợ con mua đồ là vui, nhưng mà mỗi lần xì stress mà mua đồ rồi chở đi chơi cho nó giải tỏa, nó đi ra ngoài để giải tỏa vậy đó là về sẽ bình thường lại.
cái cách mà giải stress của vợ con là con phải trả tiền. Dạ. Chứ vợ con trả tiền là nó stress nặng hơn, đúng không? À. Rồi bây giờ rồi. Tới còn cái nào nữa không? Dạ. Chắc hết rồi. Tạm hết hả? Dạ, con hả? Ừ. Vì trong hai cái đó con mong vợ con thay đổi cái gì cho thay đổi luôn đi. Em rồi, sẵn dạ. Chồng nó đang hứng thú. Dạ. Nói vợ con đề nghị vợ con thay đổi cái gì? Chắc là đề nghị vợ con là bớt giữ lại. Ừ. Bớt đánh con lại là được. Bớt đánh con lại đúng không? Còn mua đồ cũng là tiền của vợ con, tại vì tiền về đó cũng lấy tiền cũng con đem ra con mua thôi. Cái kia kệ nó. Dạ. Đúng không? Kệ mua thì con cũng lấy tiền, nhưng mà dạ. Ý là vậy nè, con có nhắn với vợ con luôn không, nếu mà em bớt đánh anh lại, chứ để đến lúc mà anh dằn không được á, anh quánh lại em một cái, lỡ em thương tích gì á thì là anh hối hận lắm, đúng không? Dạ. Đó, con nói với nó đi. Con nói với nó đi. Nói đi. Nhìn mặt không sợ. Thiệt. Nói đi, cơ hội đó. Thì giờ anh mong là mới mốt em mà có giận bớt đánh lại. Hay đừng đánh anh nữa. Dạ. Đó, đừng đánh anh nữa. Đúng rồi. Dạ. Phải nói tiếp theo phần sau nó mới sợ. Nói đi. Dạ mà lỡ mà không mình đánh mà anh mà bữa nào mình có nóng lên thì anh không có kìm được mà anh không biết cái hậu quả gì sao nữa nghe em. Thôi thôi, thấy chưa, đó nó phải nói vậy vợ nó mới sợ. Rồi đó, phần của chồng. Bây giờ tới con đó. Ổng có tật xấu gì không hay là thấy ổng hiền quá? Dạ. Thấy hiền khô rồi, vậy đó. Chồng con hiền nhưng mà chú Thuận thấy vậy chứ cọc lắm. Cọc. Dạ. Tính lắm. À, nhân viên nhà của con á nha. Sợ chồng hơn sợ con. Tuy là cái miệng con bếp xếp con vậy đó nhưng mà không sợ. Nhưng mà ha, làm mà thí dụ đơn từ nha, là chỉ cần ha, nó vô kiểm, chồng con vô kiểm đơn, ví dụ như hôm nay in 1.000 đơn, nhưng mà sau khi giao shipper á, người ta báo cáo lại ví dụ như có 999 đơn đi, còn gớt một đơn, kiếm không ra đi, nhân viên là mất, là bắt đầu là tới số nhân viên liền đó. Là cọc con đúng dạ, không? Dạ, cọc liền đó. Dạ, là bắt đầu ha, là ít nói lắm nhưng mà đi xuống là bắt đầu nhìn một cái là nhân viên con là nó sợ liền. Nó bắt đầu hỏi là phải đi tìm không ra là trừ tiền. Là sẽ trừ cái tiền đó vô tiền lương. Đó là nhân viên của con là cứ chạy theo, chị cứu em với, chị cứu em với, rất là cọc. Nhưng mà có một cái nữa là cô chú biết không, khi mà cọc á, không có kìm được cái lời nói của mình á, nên nhiều khi á, nhiều khi là nói ra là tối lên phòng là con cự là con đánh lộn với nhau vụ đó. Nhiều khi tại mà nói là anh thuê nhân viên, mình bỏ tiền ra mình thuê, tụi nó cũng mới có 18, 19 thôi. Thí dụ như cái gì mình dạy nó chứ mình không được nặng lời. Thì chồng của con nhiều khi á, là cọc á, cái bắt đầu nặng lời với nhân viên á, nói nặng lời con không chịu. Con nói mình cái gì mình từ từ mình dạy, mình không có nặng lời với nó. Tại vì nhân viên là mình phải dạy, mình phải từ từ, mình đào tạo từ từ chứ. Đó, xong bắt đầu cự lộn. Nói tóm lại là chồng con cọc. Dạ, con nhớ cọc. Nghe, dạ. Nó đã cọc với con cái lần mà nặng nề nhất á, là nó cọc cỡ nào? Cái lần mà nặng nề nhất luôn đó là hai đứa mà cự lộn đó là đập đồ. Là họ đợt đang cầm gì trên tay con không nhớ ta. Cái cục gì hay là cái nắp điện thoại gì đó. Mà bắt đầu là cự lộn là con đánh á, con đánh là bắt đầu tức quá. Bắt đầu á hả là la là trời đất ơi. Là bắt đầu cầm cái cục đó là dục xuống đất vậy đó nghe. Rồi bắt đầu hả đứng dậm bịch 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 vậy đó. Dạ chứ không có đụng gì tới con hết. Là chưa đụng đó phải dạ, không? Chưa đụng đó. Dạ chưa không đụng gì tới con hết. Là bắt đầu là ha, làm đùng 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 lên mà cái mặt là nhìn thấy là tức xanh mặt mày hết trơn luôn đó. Là lúc đó là con thấy dữ nhất. Thấy dữ quá thì thôi cái mình cũng ngồi im. Ê nói gì nói làm gì ngồi con cũng ngồi im nha. Tại vì con biết trời ơi chuyến này không được rồi. Mình là cương lên nè. Là chết. Cọc coi như là thể hiện luôn. Dạ. Chứ không có kiềm chế. Dạ. Đúng không? Rồi. Dạ. Tại vì kiềm chế là em là nó mệt đó. Dạ. Là nó mệt lắm á nghe. Lên dạ. Máu đó. Đó. Rồi bây giờ còn cái tật gì nữa? Không. Hỏi thì có bao giờ cọc với mẹ của mẹ vợ chưa? Dạ ở có. Trong nhà vậy có nhiều khi cọc với mẹ vợ chưa? Dạ có. Có cãi không? Dạ có cãi nhau. Dù gì kể nghe coi. Cái đợt con mới gần đây nhất thì con với mẹ vợ cũng có cãi nhau. Dù gì con? Buổi đó là nhớ là con lúc đó là con đi tắm. Buổi chiều con đi tắm thì ở đây con đang tắm ở trong nhà tắm là con mới vô à. Ở ngoài đây nghe cha với mẹ là chạy là sạch thì nói này nó tắm lâu này kia đang. Buổi chiều là mấy đứa nhân viên nó lại nó làm nó bán quán cho con nữa đó. Thì nó cũng vào nó tắm ở trong đó. Thì con mới vô mà cha mẹ không biết tưởng con vào lâu rồi nói này nó lâu lắm này. Rồi hồi con vừa ra con tức quá con đi ra. Mẹ con mới nói là đàn ông trai gì vô nhà tắm lâu ngủ chổng luôn. Con mới nói là con mới vô mà chứ con hồi nãy giờ con chưa có tắm, con chưa gọi đầu luôn, con nghe mẹ nói con đi ra luôn nè. Cái con mới cũng quạo lên con nói là mấy mốt con không có tắm rửa gì nữa hết trơn á. Con ở dơ luôn. Cái mẹ mới nói là mẹ dơ kệ mày. Mẹ không tắm kệ mày chứ tao có gì đâu mà tao mày nói.
bắt đầu mẹ mới giận. Mẹ giận, mẹ không nói chuyện với con mấy ngày. Vậy á hả? Dạ. Đó là cái lần mà cặp với mẹ coi như là con có tắm nữa. Đã vậy không tắm luôn. Không mẹ tắm. Nói ôi mày tắm cỡ, không tắm cỡ chứ, chứ mày hôi, mày hôi mày vợ mày, mày hửi chứ bộ tao hửi ha. Vậy thôi đó. Mẹ... cọc nhất với mẹ luôn đó. Giận mấy ngày á cô, hai mẹ con giận mấy ngày. Bây giờ thì sao? Hết chưa? Dạ hết, tại mẹ không tính vậy chứ, tính con tự động làm quà hay sao? Dạ. Con xin lỗi mẹ con. Thì có nghĩa là chắc chắn con sẽ giận chồng con mấy ngày luôn đó. Dạ đúng rồi. Dễ gì không giận. Con đợi mẹ chồng con ra. Với cha chồng con ra con mét liền. Con chạy theo con mét liền. À, rồi hả, lúc mà cự lộn con nói vậy nè, mẹ đừng làm con nóng. Trời, nói đó, với mình, cái với câu đó mẹ mới giận đó. Đúng rồi, câu đó mẹ mới giận. Ông kể mà ông kể chưa hết. Ông kể chưa hết. Mẹ đừng có làm con nóng nha. Mẹ đừng làm con nóng nha. Chính cái câu đó mà mẹ con nóng đó. Đúng rồi. Xong cái bắt đầu hai mẹ con hả không ai nói chuyện với ai luôn. Con bắt đầu con đợi mẹ con là tại vì là mẹ chồng của con, cha chồng con là thường là tối nào cũng ra hết trơn á. Ra dù cắt xài, cắt cóc con làm bán bánh tráng trộn, ché trộn đó, rồi bào xài, rồi lặt rau răm, rồi là phụ. Đó nên anh đợi con đợi vừa ra tới là con mét liền. Dạ con chạy theo con mét liền. Xong rồi cái bắt đầu hả mẹ chồng con theo xin lỗi mẹ con, nói là coi nó từ từ dạy vậy đó chị xui ơi này kia. Xong cái bắt đầu hả con mới nói là bây giờ á mẹ cứ vô mẹ xin lỗi mẹ tôi đi, chứ mẹ không xin lỗi mẹ tao là tao không nói chuyện với mày luôn, chứ sao mày nói mẹ tao vậy. Cái bắt đầu hả xong cái tới khoảng dọn dẹp quán trên khoảng 11 giờ, cái con gình nha, cái con thấy mẹ con đang lau nhà, cái bắt đầu ổng đi theo sao ổng chích tao đít vậy nè, cái em đi tới, cái em quay vô, cái em đi ra, cái em nói mày xin lỗi đi, cái bắt đầu chạy lại khiều vô eo mẹ con, đừng giận nữa nha. Xin lỗi thôi mẹ đó hả? Dạ xin lỗi mẹ vậy đó là mẹ, chồng con chỉ chồng con chỉ có một cái tật là cọc thôi hả? Dạ đúng rồi, chỉ có một cái tật là cọc mà giống như không có kìm được mình á cô. Còn trong nhà việc được. Nhà thì sao, có bừa bộn, có bày hầy, có ở dơ gì không? Dạ không, tính chồng con thì kỹ lắm. Nhưng mà từ lúc mà về sống chung với con thì hết kỹ luôn rồi. Thấy con giục đổ đó là chạy lại giục y chang vậy luôn. Dạ như vậy là khai luôn rồi đó. Bả còn cái tật bừa bộn nữa. Đúng không? Dạ. Ổng cũng con, bừa bộn luôn. Con mà để đây là cũng để theo y chang con vậy đó. Rồi con mong muốn chồng con thay đổi điều gì? Dạ tức là con muốn là chồng của con là bớt cái giống như khi mà mình nóng tính là mình phải kiểm soát được cái từ ngữ của mình. Chứ mà không phải mình nóng tính rồi mình có thể thốt ra được những cái từ. Tại vì khi mình nói xong rồi mình đâu có rút lại được đâu. Đúng rồi. Giống người nghe thì người ta đã nghe xong rồi, mình không có rút lại được. Cho nên là cái tính đó nó phải dằn lại bớt. Mình nói gì mình phải suy nghĩ mới được. Chứ cô hiểu rồi, có nghĩa là cọc thì cọc, nhưng mà cho dù con có bực mình mấy đi chăng nữa, con phải chú ý cái từ ngữ của mình đó, đúng không? Dạ. Mình xài nhiều khi những cái từ làm cho người ta bị tổn thương á, là sau này là mình hối hận. Thì cũng đã lỡ rồi, đúng không? Nói như mẹ đừng làm con nóng lên nha. Kiểu là mốt là né mấy cái chữ tương tự vậy. Kiểm soát lời nói vậy đó. Ừ, cặp này nó cũng ấy quá. Dễ thương quá. Nó dễ thương quá. Nó ô, trẻ quá, cũng đang công việc cũng đang thuận lợi nữa. Thôi thì bây giờ trước khi chia tay, chúc thôi em chúc đi. Thì chú Quốc Thuận cũng chúc cho hai vợ chồng con nha. Sẽ yêu nhau nhiều hơn nữa. Mọi người sẽ bớt một chút ha. Bớt một chút. Rồi hiểu nhau hơn. Để mà còn có em bé nữa chứ. Chúc cho hai vợ chồng trong năm nay thôi, hoặc là đầu năm sau sẽ có tin vui. Em bé sẽ đến với hai vợ chồng. Vui cửa vui nhà. Và làm ăn phát đạt nha. Cảm ơn hai đứa. Bye bye.